Triệu Chiêu Nghi, con là thiếp thất của hoàng đế. Mỗi lời của con nói, mỗi chuyện của con làm của con nhất định phải phù hợp với thân phận của mình. Mong con thời thời khắc khắc ghi nhớ ở trong lòng. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô ta, đâu chỉ là quả thủy trong truyền thuyết chứ. Nhìn qua là biết hạng yêu nữ chuyên ăn xương cốt của nam nhân rồi. Muội thấy là cô ta sắp ăn thịt luôn con trai của tỷ rồi đó. Nếu ta đương đầu đối chọi với hai người họ, sẽ khiến cho mối quan hệ giữa ta và Ngao Nhi càng thêm căng thẳng. Luận về địa vị, cô ta cũng xem như là con dâu của muội. Con dâu mà lại không tôn trọng mẹ chồng, đây thật sự là quá đáng ghét rồi. Nếu như không dạy dỗ cô ta, cô ta sẽ càng ngày càng không coi trọng tôn trưởng của mình. Chuyện dạy quy tắc cho bọn họ, ta thấy vẫn nên để nên làm. Nào, qua đây ngồi xuống bớt giận đi. Trẫm mà bắt được nàng thì đừng có chạy nha, đừng có chạy. Bắt được nàng rồi. Nhi thần tham kiến thứ mẫu. Miễn lễ. Triệu Chiêu Nghi đâu? Triệu Chiêu Nghi chắc là vào nội điện thay y phục rồi. Hôm nay thư mẫu tới tìm Nhi thần có chuyện gì không? Xem ra nếu như không có chuyện gì thì không thể tới. Vậy ta đành phải đi thôi. Nhi thần không phải có ý này. Ngao Nhi à, con vẫn không tới thăm ta. Ta nhớ con nhưng không gặp được con, nên phải đành đích thân tới thỉnh an hoàng thượng thôi. Thứ mẫu đang nói dựng lẫy có phải không? Trong thiên hạ làm gì có đạo lý mẫu hậu thỉnh an Nhi thần. Được, nếu như con đã biết đạo lý này thì ta không dòng do với con nữa. Ngao Nhi à, mẫu thân của con vì lo cho con, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngày qua ngày càng hao gầy, hình dung tiều tụy. Vậy mà con vẫn không hề để tâm một chút nào sao? Phận làm con, ngày ngày ở bên cạnh cung tần vui đùa, để mẫu thân của con một mình cô độc. Ngày mai Nhi thần nhất định sẽ đến thỉnh an mẫu thân. Vậy thì tốt. Được, vậy lúc con thỉnh an, tuyệt đối đừng quên đem theo hoàng hậu và Triệu Chiêu Nghi. Cả nhà đoàn tụ mà, nếu như con dâu con có mặt, không phải sẽ rất lạnh lẽo hay sao? Vậy ta đi trước đi. Thái hậu Trường Lạc Dị An. Miễn lễ, đứng dậy đi. Triệu Chiêu Nghi thật đúng là kiều diễm lộng lẫy. Mời qua đây. Triệu Chiêu Nghi, đây là bánh đặc sản của Trung Sơn bọn ta, thơm ngon mềm mại. Ta thưởng cho con. Khoan đã, nhìn qua là biết vừa vào cung, không hiểu quy tắc trong cung. Trưởng bối thưởng lễ vật cho con, sao có thể không hành lễ tạ ơn được chứ? Hành đại lễ cúi đầu.
miễn lễ, bình thân đi. Tạ quan thái hậu. Bệ hạ, ta nghe nói các thê thất của con cho rằng thị tẩm còn quan trọng hơn cả chuyện thỉnh an thái hậu. Không biết Trung Sơn thái hậu từ đâu nghe được lời đồn đại này. Nếu không phải bệ hạ từng để lộ rễ lộ ý nghĩ đó, chắc là bọn họ cũng không dám xem thường hiếu đạo tới như vậy đâu. Nên đã hơn một tháng nay vẫn chưa từng tới Trường Lạc cung thỉnh an. Bọn họ không có ý đại nghịch bất đạo đó. Trước đây là nhi thần sơ suất rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng thay đổi. Ta thấy hay là như vậy, ta thấy vẫn nên hồi phục lại quy tắc ngũ nhật nhất thỉnh an vậy. Đời sau này các con có hoàng tử rồi, phải thường xuyên tới Trường Lạc cung, cả nhà tụ tập với nhau cùng hưởng thiên luân. Sẽ làm theo ý của mẫu thân. Bệ hạ, con sẽ không nghĩ rằng ta là người ngoài nhúng tay quản gia sự của con là nhiều chuyện đó chứ. Trung Sơn thái hậu sao có thể là người ngoài được? Người cũng giống như là mẫu thân của con. Vẫn là thức ăn do Triệu Chiêu Nghi gấp ăn sẽ ngon hơn. Ta thích ăn thịt dê đâu, ta thích ăn thịt thỏ hơn. Triệu Chiêu Nghi, đĩa thịt thỏ hình như đang để gần chỗ của con. Hôm nay thịt thỏ nấu màu sắc không được đẹp cho lắm, vẫn là nên ăn cá đi. Cả đời của ta ghét nhất chính là xương cá. Lựa sạch xương sạch sẽ ra đi, rồi gấp lại cho ta. Trung Sơn thái hậu, ta thấy ăn cá quá phiền phức, hay là ăn tôm đi. Thì nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Hợp Đức đó rồi chứ, bị muội chọc tức tới nỗi cả gương mặt tái xanh luôn. Gây hấn với trẻ con mà cũng khiến cho muội vui tới như vậy sao? Không phải là muội dì tỷ hay sao? Muội dạy dỗ cô ta như vậy để cô ta ngoan ngoãn làm con dâu của tỷ thì có gì sai chứ? Sau này tỷ được ẩm nội tôn rồi thì phải cảm ơn muội đó. Đợi đến lúc được ẩm nội tôn thật rồi hãy nói. Con của Hứa Hoàng hậu và Dương mỹ nhân đều e là đời này ta không có phúc phần đó rồi. Nói gì vậy? Nào, dùng thử đi, ngon lắm đó. Mùi ăn đi. Mùi mùi, mau qua đây ăn chén cháo đi. Thì mới vừa nấu xong, ăn vào thì sẽ không lạnh nữa. Nào. Hả? Trời ơi, tay của muội sao lại lạnh như tảng nước đá vậy? Cũng tại khí trời đáng ghét này, xem ra mùa đông sắp tới thật rồi. Tỷ tỷ, tỷ có thể đi xin một tấm chăn được không? Tối qua muội lạnh chịu không nổi rồi, cả đêm không ngủ được. Mấy hôm trước tỷ đã đi gặp Vĩnh Hạn lệnh xin chăn rồi, nhưng ngài ấy một mực từ chối. Hôm nay tỷ sẽ tìm ngày ấy nữa, nếu vẫn không cho, tỷ sẽ đi gặp thiếu phủ. Muội đã là một hoàng hậu bị phế, thiếu phủ sao có thể quản chuyện của muội? Vậy thì nên đi tìm ai đây? Không lẽ đi Trường Lạc cung tìm hoàng thái hậu sao? Chắc chắn là hoàng thái hậu đã rất thất rất về muội. Người cố sức bồi dưỡng muội, nhưng muội lại phụ lòng người. Kể từ khi muội chuyển vào Chiêu Đài Điện, hoàng thái hậu chưa tới thăm muội một lần nào.
chỉ thỉnh thoảng kêu ba muội muội tới đưa một ít bánh. Có phải hoàng thái hậu đã quên muội rồi không? Bây giờ chúng ta không thể trông mong vào người nữa. Vậy còn bệ hạ? Bệ hạ có hồi tâm chuyển ý không? Muội muội, nói thế nào muội và bệ hạ cũng là phu thê với nhau. Bây giờ người đang rất tức giận, đợi người nguôi giận đương nhiên sẽ nghĩ đến tình cảm ngày xưa. Chỉ cần có thể trở lại bên cạnh bệ hạ, muội có chịu khổ bao nhiêu cũng chấp nhận. Bệ hạ. Muội muội, muội đừng nôn nóng, bệ hạ sẽ tới ngay thôi. Hả, tỷ tỷ, có phải muội sắp chết rồi không? Lạnh quá. Tại sao muội không cảm nhận được một chút hơi ấm nào? Muội, muội đừng nói bậy, muội chỉ bị một chút phong hàn, ngủ một giấc dậy là không sao đâu. Hoàng thượng còn đợi muội dễ tranh cho người. Tỷ tỷ, nếu như muội chết, tỷ nhất định phải nói lại với bệ hạ. Muội chưa bao giờ dùng đồng cốt nguyện rủa bất kỳ ai. Muội muội, muội không thể chết được. Muội muội chết rồi sẽ không còn gì nữa, bất kể phải trả cái giá nào, dù phải mất cái mạng này của tỷ, tỷ cũng sẽ giúp muội khôi phục danh dự, giúp muội đăng lên ngôi hoàng hậu trở lại. Thuần Du đại nhân. Phu nhân à, gần đây tại hạ bận rộn công vụ, không đến thăm người và hoàng hậu được. Ở trong lòng cũng thấy áy náy không yên. Đại nhân, bọn ta bị người ta xem thường thì không nói, lại còn bị o ép đủ đường. Đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Trước mắt khí trời lạnh giá, lệnh phủ Vĩnh Hạng tới chăn nệm cũng không cho, hại muội muội ta bị một trận bệnh nặng. Bọn ta thật sự không thể nào sống nổi nữa rồi. Xin đại nhân, ngài niệm tình giao hảo ngày xưa, xin ngài hãy cứu bọn ta. Phu nhân, xin đừng có nói như vậy mà. Ngươi và hoàng tẩu với ta đều là người một nhà, biết hai người phải chịu khổ. Trong lòng ta đau xót như có ai cào ai xé. Phu nhân, sau này nếu có gì khó khăn thì cứ nói thẳng với ta là được rồi. Muội tới đây làm gì? Ở đây không phải là nơi mà một phu nhân cao quý như muội nên tới lui. Muội vẫn nên đi đi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Đừng làm ra vẻ quan tâm đến người khác nữa. Muội nhìn muội đi, vẫn xinh đẹp diễm lệ như vậy, đường đường làm tiệp dư phu nhân của muội. Còn ta, tại sao ta lại bị đẩy vào lãnh cung? Tại sao phải chịu sỉ nhục và chỉ trích của người khác? Đều là muội không tốt, là muội không bảo vệ được tỷ mới khiến tỷ trở thành như bây giờ. Tỷ muốn trách mắng muội thế nào cũng không sao. Sao? Tỷ có chuyện gì thì nói với muội, chúng ta cùng nhau gánh vác. Cùng nhau gánh vác. Lúc ta bệnh tới chết đi sống lại thì muội ở đâu? Vào lúc đó muội dựng ở trước mặt hoàng thái hậu bỡ đỡ nịnh nọt đúng không? Muội giỏi biện luận, có thể tránh được tội trong chuyện đồng cốt, còn ta chỉ biết chịu đựng sự hãm hại và sỉ nhục. Tại sao bệ hạ chỉ tin muội mà không tin ta? Có phải muội cũng tham dự vào âm mưu hãm hại ta? Nếu không sao muội lại bình an vô sự? Không phải giống như tỷ tưởng tượng. Tỷ tỷ tỉnh táo lại một chút đi, sao muội có thể hại tỷ được chứ? Muội là muốn giúp tỷ tỷ. Bề ngoài thì thân thiết ngọt ngào, nhưng âm thầm xuống tay tàn ác.
Đó không phải là chuyện mà các nữ nhân ở Vĩnh Hạng thường xuyên làm nhất sao? Ta dựa vào đâu mà tin muội là ngoại lệ? Ta không muốn nhìn thấy muội nữa. Muội đi đi cho ta. Cuối cùng muội phải làm sao tỷ mới chịu tin muội? Muội đã bẩm với hoàng thái hậu cho muội tới đây với tỷ. Thật ra muội nên tới đây với tỷ từ lâu rồi. Cút đi, cút đi.